Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, tối ngày 6 tháng 8, bà DTH ở phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cùng với đó, trong ngày 6 tháng 8, trên địa bàn thị trấn Lăng Chánh có 6 người đi từ phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn về địa phương. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị trấn đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát và lây lan trên địa bàn. Ngay sau khi nắm được tình hình, tại khu phố Chí Linh và Làng Giáng thị trấn Lăng Chánh có 6 người đi từ vùng dịch trở về địa phương. Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo thôn bản, khu phố yêu cầu những người này đến khai báo với trạm y tế thị trấn vào chiều ngày 6 tháng 8 và thực hiện tự cách ly theo quy định. Bên cạnh đó, để người dân không hoang mang lo lắng, thị trấn đã đến tận nơi cư trú tuyên truyền những văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện và của thị trấn, đồng thời hướng dẫn những người này thực hiện rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, dọn dẹp nhà cửa, giữ vệ sinh, kiểm tra y tế thường xuyên. Đặc biệt, thị trấn đã chỉ đạo lực lượng công an, y tế chủ động các phương án phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho mỗi người dân và cả cộng đồng. Qua tuyên truyền vận động, tất cả các trường hợp đều chấp hành mọi biện pháp phòng dịch của địa phương. Thì cũng được chính quyền ấy, rồi anh em qua ngày hôm qua lên trên trạm xá rồi khai và báo cáo sức khỏe, kiểm tra tại trạm, rồi sáng hôm nay thì anh với các chú ở trong phường nó ấy xuống rồi phát khẩu trang và nước sát khuẩn cho anh em, rồi tuyên truyền thêm cho anh em là không được ra ngoài với lại cách ly tại nhà 14 ngày. Đến thời điểm này, trên địa bàn thị trấn có 63 người từ vùng dịch trở về địa phương được theo dõi cách ly tại nhà, trong đó có 14 người trở về từ thành phố Sầm Sơn, 6 người ở phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, 4 người ở khu phố Chí Linh, 2 người ở Làng Giáng. Tính đến nay, trên địa bàn thị trấn chưa có trường hợp nào có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương quyết liệt, không chủ quan lơ là, cả hệ thống chính trị trên địa bàn thị trấn đang tích cực vào cuộc, thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần phòng chống dịch hiệu quả, từ đó đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.